Hồng Nhung xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Blog Tâm sự. Quý vị và các bạn thân mến, giữa xã hội hiện đại, trai bao thì không còn gì xa lạ mới mẻ. Nắm bắt tâm lý các quý bà nhiều tiền thiếu tình, những gã trai đẹp mã chọn nghiệp bán chôn nuôi miệng để làm kế mưu sinh. Năm 2013, Vũ Trường HH nổi danh là chốn ăn chơi nổi tiếng dành cho những quý bà luống tuổi, lắm tiền nhưng mà lại thiếu tình. Nên đương nhiên nhiều quý bà không thể thiếu những gã trai tơ sẵn sàng phục vụ từ A cho đến Z. Những cuộc ngã giá sau bước nhảy là ký sự điều tra toan cảnh về cuộc chơi thoát loạn của quý bà hồi xuân mà Hồng Nhung muốn chia sẻ đến quý vị khán giả trong ngày hôm nay, để cho chúng ta có một cái nhìn toan cảnh về kiếp mưu sinh của những gã trai bán thân nuôi miệng. Câu chuyện ra sao thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi chi tiết ngay dưới đây. Chúng tôi gặp Liễu một buổi tối thứ Bảy đầu tháng 5 tại Vũ Trường HH. Trong lần gặp gỡ này, Liễu giới thiệu cho chúng tôi làm quen với Hồng, 46 tuổi. Hồng dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy chấm bi màu đen. Liếc nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đầy ẩn ý, qua vài câu xã giao làm quen, Hồng tâm sự. Ông chồng của Hồng đang kinh doanh nhà hàng hải sản ở Vũng Tàu, công việc làm ăn phát đạt, nhưng chuyện tình cảm của hai người luôn bất đồng. Cho nên, những lúc buồn chán, Hồng đến Vũ Trường HH để giải quyết nỗi cô đơn của mình. Tiếng nhạc nổi lên, Hồng và Liễu mang đôi giày cao gót lao ra giữa sàn, nơi có hai gã vũ công đang đứng chờ sẵn. Lúc này khoảng 22 giờ, ánh đèn chớp nhá cùng với điệu nhạc bolero mùi mẫn khiến cho các vũ nam và các bà chị ở độ tuổi hồi xuân áp chặt vào nhau. Tay trong tay say nồng theo từng bước nhảy. Nhiều bà có lẽ mới đến sàn lần đầu nên có vẻ ngượng ngùng khép nép. Nhưng sau khi được vũ công nam dìu dắt bước từng động tác thuần thục nên nhiều bà bắt được nhịp và nhảy sung chẳng kém ai. Nhiều thiếu phụ trông già nua nhưng vẫn rất duyên dáng bên những chiếc đầm dài, đang tay trong tay cùng các gã trai trẻ thi triển tài năng. Dưới ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên tục, một vài máy bay bà già lẫn phi công trẻ tranh thủ âu yếm tỏ tình. Nhiều đôi đũa lệch không ngần ngại khóa môi và đưa tay sờ soạng vào những chỗ nhạy cảm của bạn tình. Dù bất cứ lý do gì, điều mà chúng tôi ghi nhận là dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sau những điệu nhảy bao giờ cũng là những phi vụ bắt kèo ngã giá, những thỏa thuận tình một đêm giữa quý bà và trai trẻ. Để rồi bãi đáp cuối cùng của họ, nếu không phải nhà riêng của quý bà thì cũng là khách sạn, nhà nghỉ. Đó là cuộc chơi để thỏa mãn nhu cầu kẻ thèm tiền, người đói thịt. Liễu và Hồng trở về bàn cùng với hai gã vũ nam. Sau khi kết thúc bản bolero êm dịu, Liễu đánh mắt về phía chúng tôi và giới thiệu. Đây là kép cưng của chị nè. Nói xong, Liễu cất một tràng dài cười hô hố và không quên nắm bàn tay của gã trai choáng lên phần bụng của mình. Trong đêm hôm ấy, qua cuộc trò chuyện, tranh thủ lúc hai gã phi công của Hồng và Liễu ngồi khê khà bia rượu, Liễu kể những tuyệt kỹ săn phi công trẻ của mình. Liễu tiết lộ trong cơn say. Chị lên các diễn đàn online, có mấy thằng quảng cáo cần hiến tặng tinh trùng, rồi tha hồ lựa chọn. Thằng nào giới thiệu cao trên 1m75, đẹp trai, đang là sinh viên, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn là chị lưu số điện thoại, rồi chủ động hốt nó đi uống cà phê ngay. Lúc gặp, nếu ưng ý thì giả vờ gạ gẫm mấy thằng hiến tinh trùng cho mình bằng cách bơm trực tiếp, sẽ được chi đậm là ok liền. Đêm đó, Hồng và Liễu cùng với hai gã vũ nam cười nói, đùa giỡn và sờ soạng lẫn nhau. Một trong hai gã vũ nam tên là Hùng ôm chặt Hồng và nói trơ trẽn. Chị thích đêm nay em lái chị kiểu gì? Có thích kiểu cũ mà tuần trước em lái không? Nhưng mà tối nay chị phải thưởng cho em xứng đáng đấy nha. Nói xong, gã trai tơ không quên liếm nhẹ vào vành tai của người tình già, khiến cho Hồng phải rùng mình vì nhột. Trong lần gặp đó, chúng tôi làm quen được với Hùng, gã tình trẻ của Hồng, một phụ nữ giàu có nhưng luôn phải sống trong cảnh xa chồng và đầy mâu thuẫn trong tình cảm. Ngoài cái nghề sống trên thân xác phụ nữ, Hùng còn là một tay buôn hàng kích dục chuyên nghiệp, và khách hàng của Hùng không ai khác chính là những chiếc máy bay. Một lúc sau, Liễu xuất hiện và khá ngạc nhiên khi thấy chúng tôi cũng có mặt. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng làm cho Liễu ngần ngại. Mấy em theo Hùng buôn bán luôn hả? Chị chỉ thích xài hàng xịn thôi nha. Được rồi,
Hùng bán cho chị thuốc xịt gì mà dòm quá. Liễu nhăn mặt nói. Hùng nghe xong liền cười ngặt nghẽo và chống chế, dỗ dành bà chị Liễu yên tâm. Đồ chơi của Hùng là hàng chất lượng. Chắc tại thằng em của chị nó yếu quá, coi chừng nó gần liệt rồi đấy. Thuốc đợt rồi em đưa chị là loại mạnh nhất. Hàng của em luôn đảm bảo chất lượng. Em bán buôn có uy tín mà chị. Nếu thằng em nào ngại không dám dùng thì chị cứ nói là lấy hàng của Hùng Dancer là nó yên tâm xài hết. Bữa nay em đưa cho chị mấy thứ chị yêu cầu đây nè. Hùng tuyên bố chắc nịch. Nói xong, Hùng lấy từ trong giỏ sách ra hai vỉ thuốc cương dương mà Hùng cam đoan là Viagra xịn và vỉ thuốc con nhộng màu vàng đựng trong bao bì viết đầy chữ Trung Quốc. Món hàng thứ ba là dụng cụ dung, còn gọi là quả trứng. Hùng quảng cáo, loại này dung mạnh lắm, nhưng không kêu rè rè như mấy hàng khác. Đảm bảo chị sẽ thích, bởi vì nó có nhiều cường độ dung khác nhau. Chị thích thì cứ xài đi, trả tiền sau cũng được. Nếu không thích thì alo trả lại. Chuyện mua bán diễn ra chóng vánh. Liễu không quan tâm đến điều kiện mà Hùng đã đưa ra và đưa ngay cho Hùng số tiền 1 triệu đồng cho cả 3 món hàng. Kéo chiếc kiếng mắt thời trang hiệu Gucci trên khuôn mặt dày cộp son phấn, Liễu nhìn chúng tôi và nói: tối nay chị có party với mấy chị khác dễ thương lắm, nhưng mà cũng đang cô đơn và muốn tìm tình yêu. Mấy em đến chơi nhá. Mà hỏng chừng chị thấy kết luôn mấy em rồi đó. Không dừng lại ở đó, trong thế giới hỗn tạp của âm sắc tiền tình ấy, những quý bà không ngại ngần lên chợ tình online săn tìm tình một đêm. Cũng có những quý bà rong ruổi khắp phố phường mỗi khi đường phố lên đèn để tìm những con đường trai bao để chọn hàng. Thậm chí có những địa điểm bí mật để những quý bà này đêm đêm tìm đến đấu giá trai trinh. Có lẽ nhờ ưu điểm dễ uốn nắn theo sở thích của mình nên nhiều quý bà đã không thoát khỏi sức cuốn hút khó cưỡng lại từ những phi công. Đó chính là lúc mở màn cho cuộc phiêu lưu tình ái bất tận. Mai, nữ chủ nhân một topic trên Ladies Club, trên một diễn đàn chia sẻ. Trên các diễn đàn mạng, nhiều thành viên đều khẳng định thực tế có một điều xưa như trái đất và đã được kiểm nghiệm rất nhiều. Là hễ đàn ông làm được điều gì thì chị em phụ nữ cũng làm được điều tương tự, chỉ bằng những cách khác nhau. Lượn quanh một vòng trên thế giới ảo, có thể dễ dàng phát hiện khá nhiều trang web được các quý bà quan tâm. Trong đó website như Henyo, Hi-Fi, Quack thu hút hàng nghìn thành viên là máy bay. Tại đây luôn tấp nập người ra kẻ vào như là họp chợ. Vì ẩn dưới cái tên tài khoản mông lung, không địa chỉ rõ ràng, nên các quý bà khát tình thường thoải mái bộc lộ những điều chìm sâu trong nỗi lòng. Trong mục ngoại tình của diễn đàn có nhiều chủ đề có nội dung như tìm các chị ở thành phố Hồ Chí Minh để kiếm tiền trang trải cuộc sống, không ràng buộc, giá 300.000 đồng một giờ, 550.000 đồng một đêm, phục vụ nhiệt tình 24/24, kèm theo đó là số điện thoại để liên hệ. Chủ đề này vừa đăng lên được ít phút đã có hàng chục thư mật, tin nhắn mật trao đổi thông tin qua lại, chỉ hai thành viên gửi cho nhau mới biết, kèm số điện thoại Nick Yahoo để liên hệ gặp mặt. Ngay sau khi đăng đàn thì một số điện thoại gọi ngay vào số điện thoại mà chàng trai bao nọ để lại. Đầu dây là giọng một phụ nữ đứng tuổi với vẻ thỏ thẻ. Manly, em sống công viên Lê Thị Riêng trên đường Cách Mạng Tháng 8 không? Chị cho em 30 phút để chuẩn bị và ra đó chờ chị nhé. Như đã hẹn hơn 23 giờ, chàng trai đến gần cổng công viên Lê Thị Riêng, đoạn Cách Mạng Tháng 8 Tân Bình chờ. Ít phút sau, một phụ nữ trạc tuổi hơn 40 đi chiếc xe Dalian màu mận tấp đến hỏi. Hình như em là Men đúng không? Chị là Ly, vừa nãy gọi cho em đó. Em có nhận ra chị không? Rồi vội vã nổ máy ra hiệu cho chàng trai đi theo. Ly dẫn trai trẻ đến khách sạn trên đường Tô Hiến Thành quận 10 và âm thầm vào thẳng căn phòng đã được đặt trước. Trong phòng lúc này còn có thêm một phi công nữa độ tuổi ngoài 20, mình trần nằm trên giường. Ánh mắt nghi ngại quý bà này lên tiếng trấn an. Cổ vui tay ba mới hấp dẫn nha cưng, nhu cầu chăn gối của chị cao lắm. Em nhìn sung sức thế này, lát nữa chắc chị sẽ phê đây. Để chuẩn bị tâm lý, Ly mở mấy lon bia cho cuộc dạo đầu thêm phần hào hứng. Dưới ánh đèn mờ, Ly trông khá gọn, với một thân hình dễ nhìn hơn là các máy bay sồn sồn. Có chút men vào người, chị ta kể. Năm nay chị 47 tuổi, có chồng là giám đốc ở một công ty rượu bia nước giải khát. Chồng quanh năm suốt tháng vắng mặt ở nhà,
hết vào Nam ra Bắc, không thì lại ra nước ngoài. Nghe nói ông ta có rất nhiều bồ nhí, đến đâu cũng có thể dễ dàng cặp kè với các em trẻ đẹp. Có hai cô con gái thì đều ở xa, nên thi thoảng mới đến thăm mẹ. Cuộc sống vật chất của mình dư thừa, nhưng tinh thần và đặc biệt là thể xác thì luôn thiếu hụt khô khan. Đã nhiều lần chị tìm đến những người đàn ông đứng tuổi để ngoại tình, nhưng phần lớn các lần gặp ấy đều gây rắc rối cho gia đình, và đặc biệt là không mang lại nhiều cảm xúc xác thịt. Vì thế khi nghe các quý bà đồng lứa khác thường tỉ tê lên chợ tình online săn tình, chị mới học theo để tìm đối tác phục vụ mình ưng ý. Ngừng lại một chút rồi trở lại ngay chủ đề, quý bà này lên giọng: "Cưng lần đầu chơi trò cuộc tình tay ba đúng không? Cứ yên tâm, chị sẽ dạy cho. Mai mốt có khi cưng nghiện luôn cũng nên." Sau lời mời mọc đầy ẩn ý về cuộc vui trần tục chuẩn bị diễn ra, quý bà này lôi trong túi sách ra một loạt sex toy để chuẩn bị hành lạc. Không chỉ thích cuộc vui ân ái kiểu tay ba, mà các quý bà cũng có đủ chiêu trò săn trai, chẳng kém gì các quý ông. Một số trường hợp các quý bà luôn viện cớ thiếu hụt tình cảm, nhu cầu tình dục để tìm phi công. Nhiều quý bà không ngại ngần đem những chuyện tế nhị công khai lên mạng để cầu cứu các trai trẻ. Đơn cử là trường hợp một máy bay U-50 có tài khoản là Vi mà không ít người đọc được thấy sởn gai ốc. Thích làm tính tay ba kiểu hai boy một girl, chồng yếu sinh lý, cần tuyển thêm một cháu trai tuổi 16-20 cùng chồng sách với Vi, xem webcam Yahoo được sẽ gặp. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hồng Nhung xin được gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo trên kênh Blog Tâm Sự.